đi về đi, em đi chơi tí có khi em thằng này. Em làm gì đấy? À. Bây giờ em bảo anh ngồi riêng cho anh không ngồi cơ. Em làm gì đấy? Bỏ em ra. Cứ ngồi đấy này, ngồi đây. Con à, chị đi ra ở kia đi. Không, mà chị gọi sức sân thật với em là gì nhở? Em chẳng làm gì chị luôn. Ăn đi anh cứ kiểu gì ấy. Đi ra ngoài. Chị đi ra đi. Đi ra không? Đúng ngồi đây. Mày ngồi xuống, ngồi im đây. Chị anh bỏ ra đi. Bỏ em cái bàn của phòng. Bây giờ em muốn làm sao? Em muốn cái gì? Em anh ngồi đây muốn đưa cho chị. Em đây làm gì? Bọn anh đang đi còn anh yêu em còn anh cái nhà nói cho em đi lại hò với em. Em làm như thế này. Em bảo sao anh đi với nó không đi vào đêm gì? Đi mỗi hai chị cũng thấy đợi bọn em đi với nhau rồi. Còn anh ở nhà bọn anh bảo đi chơi đàng hoàng rồi, em bảo em ở nhà cơ mà. Sao dưới kia nhiều người mà không ngồi ngồi lên đây ngồi làm gì? Bọn em thích ngồi đâu chẳng được. Ngồi đâu là việc của anh, em quản anh ngồi đâu được cả. Hả? Chị thả ra đi, chào này là làm gì của em. Chị bỏ ra. Cái phải em làm gì đây? Xuống. Bỏ ra không? Bỏ ra. Thế chị xuống ngoài có ra uống. Đưa đây. Bởi vì anh bảo ở nhà cũng bảo đi ra ngoài. Ra đây. Ra đây. Ra bên này. Thích uống thì uống. Em làm sao vậy? Ở đây trên quán rất là anh đã bảo em bầu thì em ngồi đây. Anh bảo em bầu thì em ở nhà mà em lên đây làm gì? Ngồi đây. Sao em đi xa còn chỉ lên là được mà. Em đi gì lên đây? Ngồi đây. Ra đây. Anh nhẹ tay thôi. Mày có yêu nhau? Rồi nhưng mà sao em đi theo như giờ em phản pháo anh hay là làm sao? Làm sao kệ em, bây giờ anh đi kia, anh đi với nó đi riêng mà còn ngồi riêng rồi đấy. Ờ này dưới kia đang ngồi xong rồi. Anh nói em này, bọn anh yêu nhau nhưng bọn anh đi chơi đường đường thì chính không hiểu gì mà bọn em phải dồn riêng ai cả. Vậy sao dưới kia đâu mà cũng ngồi riêng. Anh đi ngồi đâu, làm việc của anh. Anh đi chơi. Còn đòi ngồi phòng riêng nữa thích không? Giờ giờ lại mà là phòng riêng là cái này là chỗ ngồi này. Kể cả anh ngồi phòng riêng thì em làm gì anh? Hả? Em làm gì anh? Em lên đây ngồi. Bảo chị là bầu bì chị ở nhà rồi. Không phải đang nói nhiều nhỉ? Thì uống nước thì mua mang về anh trả tiền cho. Anh rủ anh gọi đi, em ngồi đây em ngồi với. À, thích thì mua cốc thang. Em đừng có làm mấy trò như này nữa. Ở nhà anh đã bảo bầu bì ở nhà rồi. Mày không cần uống đâu, cốc hoài bỏ ra. Nó không uống được, mẹ em đưa đây nước của em, anh chưa uống không nhau mà chị uống. Là mày ở nhà đi thì nhá. Lên đây làm gì? Cấm mày ngay. Em lấy tư cách gì? Em lấy tư cách gì để em cấm bọn anh đi chơi với nhau? Đây tư cách là vợ của anh đấy. Vợ nào? Vợ anh đang đứng đây nên em đừng nói như thế. Sao như vậy rồi mà mò lên đây được? Anh chả hiểu em. Kệ tao, nói nhiều để mày ngồi xuống. Ngồi xuống. Em không thích ngồi đây. Em lên đây không? Em không thấy ngại tạp quán người ta xuống lên em làm bầm. Bây giờ anh nói to với người là ngại đấy. Anh ngồi xuống đi. Người ta nghe thấy nhìn sao? Đi ngồi xuống đây. Đi ngồi xuống đây sao? Chị đi về đi. Em đi chơi tí có khi em thằng này. Em làm gì đấy? Hả? Bây giờ em bảo anh ngồi riêng cho anh không ngồi cơ. Em làm gì đấy? Bỏ em ra. Cứ ngồi đấy này, ngồi đây. Con à? Chị đi ra ở kia đi. Không, mà chị gọi sức sân thật với em là vì nhỏ. Em chẳng làm gì chị luôn. Nếu mà ăn đi anh cứ kiểu gì ấy. Đi ra ngoài. Chị đi ra đi. Đi ra không? Đúng ngồi đây. Mày ngồi xuống, ngồi im đây. Chị bỏ ra đi. Bỏ em cái bàn của phòng. Bây giờ em muốn làm sao? Em muốn cái gì? Anh ngồi đây uống nước với chị. Em đây làm gì? Bọn anh đang đi còn anh yêu em còn anh cái nhà nói cho em đi lại hò với anh, em cũng lên đây hò đi đây đi với anh đây ngồi đây là anh rất mệt với em rồi anh nói bao nhiêu lần rồi thế có đi ngồi không em thích gì đấy anh giới thiệu em mình đi ngồi em ở nhà anh cũng nói gì anh chiều em cho em ở nhà anh rồi giờ em lên đây em bảo đi ngồi đi em bảo cấp hai cho chị cái gì đi ra ngoài không đi anh ngồi đây tao uống cốc này gọi cấp
ta đi. Thế thì số gọi không ăn. Uống thì gọi anh trả tiền. Chị làm sao ấy? Làm sao? Chị ở nhà chị không ở, xong chị cứ lên đây làm gì? Bọn em đi chơi làm gì cũng không yên. Mày ngồi xuống đây, mày đi đâu? Nhà gì mà ăn à? Việc của em. Nhớ bây giờ người à? Anh có ngồi đâu? Không ngồi thì đi làm gì? Em tận đây làm gì? Hoài một cốc của anh đi, kệ nó. Bố gì cho nó cốc đấy, bố gì cho nó cốc đấy. Tí nữa anh hỏi cho cô bạn đây. Ờ, chị uống thì chị cứ uống đi. Em không cần, em uống là hai cốc. Bỏ ra. Làm sao chị uống? Mày ngồi xuống mình đi đâu? Em ngồi ra ngoài kia ngồi, chị cũng ngồi nhưng mà làm sao em ngồi được? Chị cứ sao? Mày đi chơi một tí cũng không biết nhá. Mày đi, anh còi đi kèo. Anh còi xuống đây. Không thì ngồi đây. Thì em muốn gì? Ngồi xuống nhà. Không biết bọn em đã bảo đi chơi rồi. Nhà không ăn thì chứ vậy rồi. Em làm gì? Cô cho bọn em đi. Thì anh đã bảo em ở nhà rồi. Bọn em tự đi đâu? Đã bầu bì rồi, em đi. Anh mời anh cũng cho em đi. Đấy, nhỏ không tôi không học làm. Từ từ. Anh em làm gì của nhau mà em giờ em bảo em đi theo anh. Hả? Để nói chuyện sau, để học đi vào. Chị cần anh muốn chị đi về đi chị. Em giờ em làm gì? Mày biết nói nhiều này, tao bảo mấy em không bảo. Chị đừng động tay vào chân mình, em gần đi xin rồi đấy. Đừng có nói láo, họ nhìn kìa. Đấy, họ không dám mê vào kìa. Em làm việc thì em xấu hổ nên là em sợ người ta. Bỏ tay ra xem nào. Đi ra. Nhà nhà người đã bảo đấy là có bầu từ cứ khó. Anh làm bói em hay hay em làm bói anh? Bây giờ anh cũng ngồi uống nước không? Không uống. Cứ không uống thì phải ở đây không uống. Uống nước không uống một. Bây giờ chị muốn gì? Bây giờ chị không về thì chị ở đây làm gì? Bọn em đi chơi làm gì? Tao ngồi uống nước chưa? Tao ngồi tao lên. Chị uống thì chị uống đi. Tao lên đây tao chị uống. Chị ngồi đây chị uống đi. Bọn em ra chỗ khác ngồi. Không thích. Đi đi ra quán khác ngồi. Đi ra quán khác đi ngồi. Ngồi im đây. Nó ngồi đây. Anh lên lên một tí cũng không yên. Nhưng bây giờ chị cho anh ngồi đi được rồi. Em thích uống ở đâu? Em thích đây, uống ở đây. Em ở đây, bọn anh đi. Tiền lông, anh đang gọi em không nhảm gì. Thì em đi theo, anh đi để em. Hoài đi rồi, đi Hoài. Ngồi yên. Nhanh nhanh, đi. Chị thả ra ra đi. Đi rồi bọn em đi chơi một tí. Đi thì cả ba người đi. Không thì thôi về nhà. Bây giờ chị đi về đi, bọn em đi chơi một tí. Em đi về. Đi thì cả ba người đi, không thì đi về nhà hết. Cô đi không? Không thì ngồi đây uống nước xong về, nhanh lên. Cô chị không ngồi với chị. Nói nhiều. Em không nói hết, chị bỏ ra đi để em ra. Vâng, em không nhìn em đâu, vậy em bắt nạt người ta. Lần trước là không phải là sợ em, nhưng mà thật. Em nhường em thôi. Thì anh ngồi đây uống nước không? Anh chơi nói nhiều hay vậy? Anh không ngồi uống nước không? Hay là đi về nhà? Đi, 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 đi. Chị nhưng mà em làm em đi được. Đi, 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 em cũng đi cùng. Em không, em bảo chị, bây giờ chị thích thì chị ở đây đi. Em thôi đi, đi, đi chỗ khác, đi cả. Không, bọn em đi riêng rồi. Không thì tao cứ ngồi đây. Chị ngồi đây thì chị ngồi đây đi, em đi ra không đi. Đi ra ngoài, đi, đi, đi. Em đi đâu? Chị đi theo. Anh đi đâu, em đi đây. Không đi được, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Nó lại ngồi đây à? Đi ra ngoài. Chị đi về đi. Ngồi cách xa nhau ra. Bỏ ra. Đi ra. Chị đi theo nhau, bọn em đừng ngồi gần nhau đấy. Chị bị cấm mà. Đi ra ngoài. Ngồi cách xa nhau ra, không thì anh sang ngồi. Em ngồi yêu nhau em lên em phá vậy chưa đủ à? Em lên ngày thì em phá, bây giờ đi chơi riêng em cũng phá. Sao vậy? Quán ai? Có sang khi ngồi không? Chỗ nào thì có mặt chị luôn đi. Anh một mình đi chơi rồi. Mày em đi theo nhá, bọn em đi chơi đàng hoàng nhá. Về, bây giờ này được chưa? Đi về đi. Chị đi về đi. Tôi đi hỏi anh, ra, ra quán khác kệ. Đi ra quán khác đi. Chị ở đây đi, bọn em đi chỗ khác. Bỏ ra. Đi vào nhà đi.